Thầy Hiếu thân chào tất cả những thân hữu đã theo dõi kênh Việt Vision. Đây là chương trình chủ đề của video thứ 5 mà Dr. Hiếu phụ trách từ Bonsa, Việt Vision từ Bonsa. Chủ đề của hôm nay Dr. Hiếu muốn cống hiến cho toàn thể thân hữu là danh dự của Tổ quốc, của một quê hương đất nước Việt Nam, một quê hương độc lập và thanh bình suốt 43 năm vừa qua. Trước khi đi vào cái chủ đề này, Dr. Hiếu cống hiến cho quý vị một vài câu hát để đưa quý vị vào cái một chút xíu niềm vui. Như Dr. Hiếu đã từng nói là cái kênh Việt Vision mà Dr. Hiếu phụ trách từ tiếng nói từ Bonsa đây phục vụ cho tất cả những thân hữu của chúng ta niềm vui, tình yêu của người Việt Nam của chúng ta trong quê hương đất nước và ngoài quê hương đất nước, tức là ở khắp mọi nơi trên thế giới, người Việt Nam chúng ta sống bằng tình yêu. Đó là lý do. Rồi cống hiến quý vị làm sao có sự bình an của tâm hồn. Đó là mục đích tối thượng, mục đích cuối cùng mà Dr. Hiếu phục vụ cho quý vị trong những cái chương trình, những cái video mà Dr. Hiếu phụ trách từ tiếng nói của Việt Vision từ Buôn Xã. Một chiều cuối tuần, mưa bay rất phất và mây trắng răng răng, cưng đến thăm anh và vì mưa mãi nên không chịu về bên anh. Em lặng nhìn bầu trời, nhòa đáy mắt mộng mơ, sợ người yêu khóc khẽ khẽ bên tai. Anh kể chuyện ngày xưa, chuyện xưa kể rằng trên tiền rơi ấy ngày vui kết hoa đăng, hiền quốc đang vui một nàng kinh lỡ làm rơi mi ngọc ngà. Đang say nên trời bèn đoà đầy, nàng xuống dưới gian làm người dương thế, không biết bao lâu mới cho quay về trời. Đặc biệt tạm dừng ở đây để đi vào cái chủ đề của cái video thứ 5 này, danh dự của quê hương tổ quốc của đất nước Việt Nam. Hồn thiêng sông núi, những bậc anh hùng đã vì, và những bậc chiến sĩ vô danh đã vì tình yêu quê hương tổ quốc đã phải hy sinh cả cuộc đời, cả cuộc sống, thời gian, mạng sống và danh dự để bảo vệ cái đất nước và quê hương dân tộc của chúng ta suốt cả hàng năm rồi. Chúng ta muốn nói đến có một quốc gia nào trở thành những quái vật xâm lăng nước Việt Nam mà không bị dân tộc của chúng ta lùa ra khỏi quê hương. Chúng ta thấy là một quê hương sẽ theo như là định luật của trời đất, bất cứ quê hương nào cũng bình đẳng đối với nhau. Nhưng mà tại sao có những quê hương đã biến thành quái vật, biến thành những kẻ xâm lăng nước Việt của chúng ta trong suốt những bao nhiêu cả ngàn năm của người Tàu và cả trăm năm của người Pháp và mấy năm của người Nhật. Và vì đụng đến danh dự, đụng đến chủ quyền của đất nước quê hương của chúng ta và dân tộc chúng ta đã lùa chúng ra khỏi đất nước của chúng ta. Kể từ bây giờ, những giây phút mới và loài người học hỏi được cách sống hòa bình với nhau, không có một quê hương nào biến thành những quái vật mà đụng chạm đến xâm lăng quê hương của chúng ta. Những ngày tháng bây giờ, những giây phút tuyệt vời bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận và cả thế giới sẽ lên án. Tất cả mọi loài người bây giờ đã học hỏi được không có một quốc gia quái vật nào. Hồn thiêng của quê hương của chúng ta, linh hồn và sự cơ là soi sáng của các bậc anh hùng, biết bao nhiêu bậc anh hùng đã chiến đấu, đã lùa những quân xâm lăng ra khỏi
quê hương chúng ta, và vị anh hùng cuối cùng đã thống nhất được đất nước và độc lập cho quê hương tổ quốc chúng ta và giành được chủ quyền và bây giờ ngang hàng với 200 quốc gia trên thế giới, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế khi tôi nói đến cái định luật và cái danh dự của quê hương của dân tộc, tôi muốn nói đến tất cả những người nào, dù cho ra quốc tịch Việt Nam đi nữa, dù cho quốc tịch ngoại quốc đi nữa, đụng chạm đến danh dự của quê hương tổ quốc Việt Nam, người đó đã phạm tội và người đó đã phải trả giá rất là nặng, bởi vì hồn thiêng của quê hương tổ quốc chúng ta sẽ đã đang và sẽ tiêu diệt những linh hồn phạm tội với quê hương dân tộc và danh dự của quê hương. Chúng tôi muốn nói đến, chúng ta lấy lý do gì, những lý do lẩm cẩm rẻ tiền để chạm vào danh dự của một cái quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta trong suốt mấy ngàn năm rồi đã có chủ quyền và đã giành được sự tự do độc lập và thống nhất đất nước. Và điều thứ nhì mà tôi muốn nói, quý vị dùng những tư tưởng cá nhân, những mơ ước hão huyền, những động cơ thâm hiểm để mà chiếm được những cái lợi ích cho cá nhân hay là cho cái đoàn thể nào đó, đụng vào danh dự của quê hương tổ quốc Việt Nam hiện tại. Bất cứ một chính thể nào hiện tại đang có mặt ở trên cái vũ trụ, trên cái hành tinh trái đất này, ông trời đã cho phép và ông trời sẽ điều hành cái chính thể đó cho đến ngày nào đó chính thể đó qua đi, thì làm sao mà dám đụng đến cái danh chính quyền mà hiện tại mà ông trời đã cho phép. Không có bao giờ ý con người mà thắng nổi ý trời hết. Điều thứ nhì mà tôi muốn nói đây, bất cứ quốc gia nào có một cái thực tế mà nói nha, có cái lá cờ của cái quê hương tổ quốc đó, một số những tên học giả rẻ tiền tìm đủ cách để mà moi móc cái lá cờ hiện tại của quê hương tổ quốc của chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải đi tìm những cái lý do rẻ tiền đó? Hiện tại lá cờ của quê hương tổ quốc Việt Nam là như thế này đó, là cờ đỏ sao vàng, và cả thế giới người ta đang nói là đây là lá cờ của quê hương tổ quốc Việt Nam, chúng ta đừng có đụng vào cái lá cờ này, bởi vì đụng vào lá cờ này là đụng vào danh dự và chủ quyền, và chủ quyền của quê hương đất nước. Thì tôi đã nói rằng hồn thiêng sông núi, ông trời có mắt đó, và các vị linh hồn, các vị linh thiêng của quê hương, những anh hùng như là Trần Hưng Đạo hay là vua Quang Trung hay là Lê Lợi, và các vị đại anh hùng của những ngày tháng vừa qua, họ không có tha cho đâu. Tại vì đụng vào danh dự của quê hương tổ quốc chúng ta, đụng vào lá cờ của quê hương của quê hương chúng ta, chúng ta đã phạm tội rất là nặng. Và nếu mà theo như tất cả những định luật của vũ trụ đó, nếu mà phạm tội thì phải đền tội đó, không sám hối, không ăn năn, thì cái con người đó, cuộc sống của người đó và tư tưởng người đó sẽ từ từ chết dần, chết mòn, không bao giờ được sống một cách là thoải mái. Những người chạm vào danh dự của quê hương tổ quốc Việt Nam bây giờ và lá cờ của quê hương tổ quốc Việt Nam bây giờ, chúng ta sẽ chết trong vòng, trong những ngày tháng, trong sự u buồn, ất uất hận, đau buồn mà vô tổ quốc, bởi vì người Việt Nam của chúng ta lại phạm tội vào cái lá cờ của quê hương của chúng ta, mà lá cờ là đó là hồn thiêng của đất nước, của quốc gia đó, mà chúng ta lại phạm vào cái lá cờ đó, có phải là linh hồn và cuộc sống của người đó chết vô tổ quốc, không thoải mái được cho đến ngày mà nhắm mắt và đi vào địa ngục. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói đến cái danh dự và chủ quyền của một quê hương hiện tại, nhất là quê hương tổ quốc Việt Nam chúng ta. Quê hương Việt Nam của chúng ta sẽ đi vào thế giới này với Hoa Kỳ, dù muốn dù không. Chúng ta hãy nghĩ đến thực tế, Hoa Kỳ sau 70 năm tham dự và có mặt tại Việt Nam,
sau 70 năm đó họ đã có những cái kinh nghiệm đau buồn và họ có những cái kinh nghiệm không đẹp đối với quê hương đất nước Việt Nam, và Hoa Kỳ đã bằng lòng xin ăn năn và hối hận những điều mà họ đã làm ra, và họ đã xóa bỏ lệnh cấm vận và bây giờ ban giao vào các tổng thống của Hoa Kỳ. Tại sao lại có mặt ở Việt Nam? Không có một quốc gia nào mà các tổng thống của Hoa Kỳ mà có mặt ở Việt Nam mà nhiều như ở Việt Nam. Bởi vì họ biết rằng họ đã làm những cái chuyện sai lầm và bây giờ họ tìm cách để mà hàn gắn những cái vết thương đó. Và vì lý do đó họ đã chứng minh, và quý vị, tôi muốn nói đến một cái định luật mà tương giao của loài người đối với nhau. Quý vị biết là một người đàn ông mà yêu thương người phụ nữ đó và người phụ nữ đó yêu thương người đàn ông đó, thì họ nói lời yêu thương nhau và họ đi ăn cùng nhau và ở cùng nhau và lập gia đình và có con cái với nhau. Và người chồng đã đối với người vợ rất là trung tình, rất là yêu thương, và người vợ đáp lại cái mối tình đó bằng yêu thương và trung tình. Thế thì cái tương giao của con người giữa con người này và con người kia, nếu chúng ta chân tình đối với nhau, thành thật với nhau, không lừa dối, không là phản bội nhau, thì cái tương giao đó rất là tốt đẹp. Và kết quả của tình yêu là những đứa con xinh đẹp. Nếu mà người Việt Nam của chúng ta, dân tộc Việt Nam của chúng ta và dân tộc Hoa Kỳ chúng ta đang tương giao một cách mật thiết với nhau và rất là trung tình, rất là thành thật với nhau, thì xin thưa quý vị, cái đoàn kết đó, cái tình cảm đó sẽ biến đổi quê hương tổ quốc chúng ta, một quê hương từ ngàn xưa nghèo, bây giờ kết hợp với một cái đại cường quốc giàu có nhất thế giới và bá chủ mặt đất này, bá chủ các đại dương và bá chủ không gian, thì một cái tương mối tương giao này sẽ trở thành một mối tương giao tuyệt vời và tuyệt đỉnh trong những ngày tháng kế tiếp. Và Việt Nam của chúng ta, quê hương Việt Nam của chúng ta sẽ bằng ngang ngửa với Hoa Kỳ để chinh phục, để làm bá chủ trên cái hành tinh trái đất này. Và tôi muốn nói rằng chính Việt Nam của chúng ta và Hoa Kỳ sẽ giữ gìn an ninh cho cả thế giới này. Quý vị không tin tôi đi, tôi khuyên quý vị không nên tin, bởi vì cái sức hiểu biết của rất là nhiều người còn hạn hẹp lắm, nhất là về tình yêu thương quê hương tổ quốc của chúng ta, rất là nhiều người còn mù mờ về tình yêu thương quê hương tổ quốc. Quý vị yêu thương quê hương tổ quốc Việt Nam của chúng ta bây giờ đã 40 mấy năm độc lập và thống nhất rồi, không đem khả năng, không đem thời giờ và không đem sinh mạng để mà xây dựng và bảo vệ quê hương của chúng ta, thì quý vị đang làm cái gì vậy? Quý vị đang là phạm tội và đang là vô ơn đối với quê hương tổ quốc chúng ta đã sanh ra chúng ta. Cho là quý vị đi ra ngoài ngoại quốc đi, nhưng mà quý vị đã nhập vào quốc tịch của một quốc gia khác rồi. Thế thì những người này thì còn lấy cái tư cách gì để mà nói là còn yêu thương quê hương tổ quốc, ngoại trừ quý vị phải về lại quê hương đó và đem tất cả những khả năng, thời gian và tiền bạc cũng như là sinh mạng để mà bảo vệ quê hương chứ. Chúng ta nói tình yêu quê hương tổ quốc mà nói là mềm thì dễ lắm. Vì thế tôi muốn nói đến trong những ngày tháng kế tiếp, quê hương Việt Nam của chúng ta sẽ được Hoa Kỳ bảo vệ, và chúng ta dùng cái chân tình và sức mạnh của tình yêu và của chân tình đó sẽ chinh phục được cả thế giới. Bây giờ nước Việt Nam của chúng ta đó, trên thế giới họ đến nước Việt Nam của chúng ta du lịch rất là nhiều, và nhiều người trên thế giới đó đã tìm hiểu về dân tộc chúng ta, một dân tộc oai hùng và bất khuất. Không có một quái vật, quốc gia quái vật nào bây giờ dám xâm lăng. Đã xâm lăng thì đã bị đánh đuổi từ Nhật Bản đến Pháp thuộc, và đã tàu ô là một xứ rất là quái vật. Tại sao tư tưởng của họ là muốn xâm lăng quê hương của chúng ta?
tại sao người Tàu lại chính phủ của người Tàu lại thích xâm lăng quê hương của chúng ta và chiếm một vài giọt nước, một vài cái là mảnh đất vớ va vớ vẩn ở biên giới ví dụ thế. Khi mà một quê hương tổ quốc chúng ta trên thế giới này loài người bình đẳng với nhau, thế mà nảy ra một cái tư tưởng xâm lăng hay là làm hại đến một người khác, chúng ta trở thành quái vật, quái thai của thế giới. Và bây giờ không còn cái tư tưởng đó nữa, và nếu còn thì cái quốc gia đó, cái loài người đó, quê hương đó và xã hội đó trở thành không phải là con người, chạm đến danh dự của quê hương dân tộc của Việt Nam. Quý vị, tôi nghe rất là nhiều diễn tả trong YouTube nói về quê hương tổ quốc của chúng ta thế này thế nọ, nhưng mà quên rằng quý vị phải cúi kính phục và tạ ơn các vị anh hùng đã đem quê hương của chúng ta trở thành độc lập và thống nhất và tự chủ. Tôi thách đố đó, quý vị nói là quê hương của chúng ta không có tự chủ, có những loài người rất là láo xào đó, nói là đất nước của chúng ta những vị lãnh tụ đã bán nước cho người Tàu người đó. Quý vị đừng nói láo với chính mình, bởi vì khi mà mình nói láo á, càng nói láo đó, trong tương lai quý vị tự là nói thật đó. Tôi xin tạm dừng cái chủ đề mà danh dự của quê hương của dân tộc Việt Nam của chúng ta nói như vậy cho vui. Và có hai chi tiết mà tôi muốn đề cập đến. Quý vị chớ đụng chạm đến cái lá cờ của quê hương tổ quốc chúng ta hiện tại. Lá cờ gì? Quá khứ, I don't care, tôi không cần biết. Nhưng mà bây giờ lá cờ của quê hương tổ quốc Việt Nam của chúng ta đã bay phất phới trong cả cái hành tinh trái đất này, và là một quốc gia độc lập và thông bình, thanh bình giống như lá cờ của Hoa Kỳ vậy đó. Điều thứ nhì, chúng ta không nên đụng chạm đến danh dự, cái tiếng, cái chữ dân tộc Việt Nam của chúng ta chớ đụng chạm. Điều thứ ba mà tôi muốn nhắc một lần nữa, chớ dại đụng độ đến các lãnh tụ hiện tại của cái quốc gia quê hương của tổ quốc đó. Bất cứ quê hương tổ quốc nào cũng có các bậc lãnh tụ, nào là tổng thống, là thủ tướng, là bộ trưởng này kia đó. Những cái nhân vật đó là họ đã điều hành quốc gia đó, và họ đã được kêu là chính phủ đó, dân chúng ở đó bao lên cái chức vụ đó. Họ cái trình độ, cái sự khôn ngoan của họ kinh dị lắm. Và thêm một điều nữa mà quý vị thường hiểu lầm, một nhân vật cao cấp của một cái chính phủ đó, quý vị cho bắt họ phải nghèo hả? Quý vị phải hiểu được những cái nhân vật đó, những cái khả năng đó, những cái tài giỏi đó, họ phải là những nhân vật giàu có. Họ phải là những nhân vật bởi vì cái tài năng, cái khả năng ông trời cho họ đó, và họ đã phục vụ cho cái quê hương đó, phải là người giàu có. Người giàu có mới có thể mà minh vực cho cái dân chúng của dân chúng của cái đất nước đó chứ. Nếu họ bắt họ nghèo hả? Họ nghèo thì họ lại phải lo cái chuyện xây dựng cái đời sống gia đình của họ và sự tiền bạc của họ, cho họ và mong cho họ trở thành giàu có, bởi vì họ dâng khả năng, họ dâng thời gian và họ dâng sinh mạng để hướng dẫn cái quê hương đó để hiểu biết. Và xin phép để nói một câu tiếp tục nữa rồi chúng ta qua một chủ đề khác. Họ khôn ngoan lắm quý vị ơi, chứ đừng có nghĩ là họ khờ dại. Quý vị nghĩ trình độ của một số người đó là còn mù mờ, nghèo nàn, rẻ tiền đó, cứ chê ông lãnh tụ này, chê ông lãnh tụ kia, xin lỗi đó. Quý vị chưa đáng xách giày xách dép của họ đâu, chưa đáng ngửi mồ hôi của họ nữa mà chê các lãnh tụ trên thế giới này ha. Tôi được nghe là ông Donald Trump, ông trùm của tổng thống Hoa Kỳ đó, người này chê người kia chê, là xin lỗi anh có chê cái gì đi nữa, nhưng mà ta đang là tổng thống đó nha, chê đi, chê để được cái gì đấy.
vị thích chê và phê bình kia mà chưa hiểu được một con người tới 1 tỷ vấn đề, là 1 tỷ vấn đề mình thì chê họ một vài điểm, nhưng mà 1 tỷ vấn đề kia người ta khôn ngoan hơn mình đó. Đừng có khờ dại chê bai các lãnh tụ trên thế giới này, bất cứ quốc gia nào khi mà họ đã đạt được cái chức vụ lãnh tụ của một quốc gia đó là họ không có phải là người thường đâu. Tôi nói đến đây thì ngưng, tại vì cái vấn đề chính trị hoặc là niềm vui, tình yêu, lý tưởng, niềm tin này kia đó chúng ta nói suốt đời không hết, nhưng mà tôi muốn nói đến những điều thực tế chúng ta nên hiểu được, những cái gì cần hiểu bây giờ để cuộc sống trở thành vui tươi. Cái chủ đề mà danh dự và quê hương tổ quốc đó, gồm có 3 điểm mà chúng tôi muốn nói đến. Danh dự, đụng chạm đến danh dự của bất cứ người nào thì tự coi người ta sẽ đem sinh mạng của người ta để bảo vệ cái danh dự của con người đó và của quê hương tổ quốc đó. Rồi cờ của tổ quốc, một lần nữa tôi nhắc lại, bất cứ một quốc gia nào có lá cờ hiện tại đấy, đừng có thực tế, đừng có vớ va vớ vẩn, đừng có mù mờ đi tìm hiểu lá cờ đó thế này thế kia của mấy ngàn năm trước thì tại sao lại có lá cờ. I don't care, không cần biết, bây giờ lá cờ đó là như thế đó, tượng trưng cho một quốc gia như vậy. Chúng ta phải tôn thờ và kính phục cái lá cờ đó, đụng chạm đến lá cờ đó là chỉ bị tiêu diệt mà thôi. Rồi điểm thứ ba là chớ đụng chạm đến anh hùng, những cái bậc lãnh tụ và anh hùng của quê hương tổ quốc của quốc gia đó nha. Đụng đến là cả dân tộc đó người ta sẽ tìm cách ta tiêu diệt mình đó. Đó là những cái hiểu biết thực tế cho các thầy tôi muốn cống hiến cho quý vị những giây phút đặc biệt hôm nay. Chủ đề thứ nhì mà tôi muốn nói đến, trong suốt 43 năm ở Hoa Kỳ, tôi đã làm việc với người Mỹ 10 năm ở Việt Nam và được Hoa Kỳ đón qua đây. Tôi không phải là đi tị nạn, đi gì hết á. Tại vì tôi là tổng giám đốc của cái chương trình truyền giáo của sinh viên ở Hoa Kỳ. Rồi khi 30 tháng 4, 75 thì được đón qua bằng máy bay qua Mỹ. Và tôi ở với đây cộng đồng Việt Nam tại quận Nam, tại California, 42-43 năm. Tôi nhận thấy là người Việt Nam của chúng ta thích thành lập nhiều hội đoàn lắm. Có 101 hội đoàn chống cộng, có 69 hội đoàn hội đồng hương, rồi hội đủ loại hội hết. Người Việt Nam mà thích hội đoàn lắm. Có chùa, có nhà thờ, nhiều tổ chức đó. Để cái nhu cầu của con người là cần gặp nhau, cần tâm sự với nhau, cùng tiếng nói, cùng huyệt thương. Và tôi thấy mấy trăm ngàn người ở California đã thành lập gần như là 200 hội đoàn, đủ mọi loại hội đoàn. Thì tôi cũng thành lập 7 hội đoàn. À, tôi xin phép để cống hiến quý vị 7 hội đoàn đó. Cách đây 20 năm tôi đã thành lập để... Tại vì giống như các hội đoàn khác thì quý vị đã biết rồi, các hội đoàn nào là 101 hội đoàn chống cộng, 69 hội đoàn đồng hương và mọi thứ, và 40 ngôi chùa cũng như 40 nhà thờ. Nhu cầu là con người cần phải hội họp lại với nhau để chia sẻ niềm vui, tình yêu và bình an cho nhau và hiểu biết cho nhau, và để thực hiện cái lý tưởng mà cái nhóm đó thích thú. Thì tôi cũng thành lập 7 hội đoàn, và tôi cũng nhận xét là có rất là nhiều hội đoàn này chỉ có một người thôi, một ông chủ tịch cũng là một hội đoàn. Có những hội đoàn thì hai người là ông chủ tịch và bà phó chủ tịch, tức là bà vợ đó. Rồi có những hội đoàn 5 người, cái hội đoàn mười mấy người, có hội đoàn 20 mấy, 3, 4, 50 người, có hội đoàn 100 người. Đó là lý do mà
người Việt Nam tôi đã nói là cái nhu cầu thích thành lập hội đoàn. Và tôi dám nói một câu xin phép để nói tất cả những ông vị chủ tịch đó trình độ không có gì cao lắm, bằng cấp thì không có được bao nhiêu, học vấn và kinh nghiệm và chức vị và sự giàu có đó, tài sản không có bao nhiêu, cho nên thành lập những hội đoàn đó thì để cho vui, okay. Chứ còn không có quyền lực gì đâu. Tại vì một hội đoàn mạnh là phải có những hội đoàn có những vị chủ tịch rất là khôn ngoan, rất là sâu sắc, kiến thức rộng rãi. Một số ông là tiến sĩ và luật sư hoặc là kỹ sư thành lập chủ hội đoàn nhưng về chính độ, về trình độ chính trị rất là yếu, không hiểu gì về quê hương Hoa Kỳ mà họ đang ở, cũng chẳng hiểu gì về chính trị tại quê hương Việt Nam của chúng ta, cho nên tất cả những hội đoàn đó không có nổi tiếng và chẳng có ai chú ý nhiều. Và khi những ông chủ tịch, giám đốc của đài phát thanh hay là giám đốc của đài truyền hình kia nói, ai mà nghe đây, không có những cái tư tưởng sâu xa để mà cống hiến cho mọi người sự hiểu biết về sự khôn ngoan về chính của những nhân vật đó. Cho nên cho đến bây giờ đó, chúng tôi muốn nói đến Thách Đố, những nhân vật nào nổi tiếng của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở Hoa Kỳ này mà có vẻ như là khôn ngoan, có vẻ là nổi tiếng, có vẻ là có ích lợi cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ai? Tên nào? Đài phát thanh, giám đốc đài phát thanh, giám đốc đài truyền hình nói những cái chuyện mù mờ, làm sao mà chúng ta nghe được, hiểu biết thế nào? Cho nên chúng ta coi thường, bởi vì chúng ta không học hỏi gì ở họ được hết. Có những cái tin tức vớ va vớ vẩn thì nói qua nói lại rồi. Có một nhân vật đặc biệt, ông Nguyễn Mạnh Cường, nói là buôn bán hận thù và bán hàng giả. Những cái đài phát thanh, đài truyền hình như vậy thì những người Việt Nam đó chứng minh cho chúng ta, làm cho chúng ta xấu hổ và mắc cỡ. Khi nói những cái tư tưởng nghèo nàn, khi nói những cái chuyện dối trá. Hội đoàn đầu tiên mà Dr. Yêu mở tại cách đây 20 năm tại Hoa Kỳ là hội nói dối có hạnh phúc. Mà tôi mời đại ca sĩ Duy Quang là hội viên danh dự. Tôi xin người cứ giả dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi. Con người cần sự gian dối đấy. Để tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi. Tức là con người cần tình yêu lắm. Cho nên ca nhạc sĩ Duy Quang đã sáng tác một nhạc phẩm mang tên là Kiếp Đam Mê. Tôi xin người cứ gian dối. Chứ người cần tình yêu lắm. Con người cần bày tỏ tình yêu nơi quê hương tổ quốc. Cho nên nói những điều dối trá, những điều sai lầm, phê bình, phê phán, chửi bới này nọ. Tại vì người ta muốn, người ta sống trong sự dối trá. Nhưng mà dối trá đó là dối trá có hại. Đáp tự yêu muốn mở ra một cái hội đoàn nói dối đó, nhưng mà có hạnh phúc. Đây là điều mà tôi chứng minh, nói dối có hạnh phúc. Tại sao một người đàn ông kia rất là đẹp trai, nhưng mà hơi thấp, ví dụ thế. Còn ông kia thì rất là đẹp trai mà hơi cao. Thì tại sao mình nói đến cái điểm mà thấp với cao làm gì? Cứ nói là ông là một người rất là đẹp trai, tôi rất là quý mến, thích thú ông. Có phải người ta vui không? Không cần phải nói đến cái điểm thấp với cao. Hay là những cái điểm nào mà xấu mình bỏ qua một bên, thì mình nói đến cái điều đẹp thôi. Tại sao quê hương của chúng ta có một tỷ điều đẹp mà chúng ta không đề cập đến, mà để đề cập đến một vài điều rất là rẻ tiền, nghèo nàn, xấu xí, nào là tham nhũng, nào là cảnh sát giao thông thế này, rồi dân oan, ba cái chuyện vớ vẩn lẻ tẻ đó, đâu có đại diện cho cả một quê hương của chúng ta. Quê hương mà đẹp như thế này, dân chúng bây giờ chúng ta cả 100 triệu người, ai cũng đầy đủ, sung sướng, tươi vui. Thế thì dĩ nhiên còn những người nghèo, bây giờ tôi chứng minh cho quý vị, cứ 100 người thì cứ 30 người giàu, 30 người vừa vừa và 30 người nghèo. Đó là định luật của vũ trụ rồi.
có 100 ông bác sĩ thì có 30 ông bác sĩ sẽ giỏi lắm, 30 ông sẽ thường thường, nhưng mà 30 ông cũng hơi đặt câu hỏi đó. 100 ông luật sư cũng vậy, đây là định luật, cứ 100 thằng tên học sinh á, thì 30 thằng giỏi, 30 thằng vừa vừa, có 30 thằng khờ khờ dại dại, giống như tôi ngày xưa đi học không có biết làm toán, không biết tính toán gì hết á. Zero zero, làm ơn chúng ta khen ngợi nhau đi. Quê hương của chúng ta đang ở trong tình trạng độc lập thống nhất tự chủ á, quý vị nên hiểu cái điều mà tôi muốn nói. Tôi thách đố loài người kể từ 42 năm vừa rồi, 30 tháng 4, 75, dân tộc Việt Nam của chúng ta nắm quyền chủ độc, chủ lực của đất nước của chúng ta về quân đội, về chính trị, về niềm vui và tình yêu, niềm tin và lý tưởng, chánh nghĩa. Cái chữ chánh nghĩa này tôi muốn nói là tất cả những người ở Việt Nam này không có chánh nghĩa, bởi vì đã Việt Nam ở mặt quốc đã chập quốc tịch một Úc rồi, Canada rồi Mỹ này, không có chánh nghĩa đâu. Khi nói về Việt Nam chúng ta đã bằng lòng từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam rồi, trung thành với một cái quốc tịch ngoại quốc rồi, thì gì chứ quý vị nói cái gì về Việt Nam ngoại trừ về quê hương Việt Nam, sống với người Việt Nam một thời gian nào đó và để thâm nhập cái sự phát triển cái khôn ngoan của người Việt Nam bây giờ thì mới nói là tôi vẫn còn là người Việt Nam. Chứ bây giờ quý vị xa lắc xa lơ rồi, tâm hồn và lý tưởng của nếp sống của quý vị bây giờ nó xa lắc xa lơ những người ở Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy cả hàng triệu thanh niên Việt Nam, tôi đi về Việt Nam và tôi đã tiếp xúc, chỉ cần 20, 21, 23, 22 tuổi, những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ bây giờ rất là lịch sử và rất là khôn ngoan. Mỗi người đều có một cái cell phone hết, một cái phone vũ trụ. Tôi đã nói một lần nữa để quý vị hiểu là người Việt Nam của chúng ta đang xài tiền vũ trụ, tức là xài tiền đô la, và xài iPhone, tức là xài phone vũ trụ, và xài một câu nói này, và tiếng nói của vũ trụ là bây giờ đại đa số người Việt Nam chúng ta nói tiếng Mỹ. Đó là lý do mà tôi thành lập hội nói dối của hạnh phúc, đó là một hội thôi, còn tới 6 hội nữa để chứng minh. Chúng ta nên tìm cách để khen ngợi những điểm đẹp, mặc dù cái điều đó không có thành thật gì đâu. Mình khen ông đẹp trai hay là cô đẹp trai quá, có thể là nói dối đó, nhưng mà cái nói dối nó làm cho người ta vui. Còn chúng ta nói dối, nói láo để hại người khác, đó là cái bệnh nặng của loài người. Tôi nhận thấy trong những ngày tháng vừa rồi, trong YouTube đó có nhiều người nói dối, nói láo một cách tên là ghê rợn và trắng. Và những cái kết quả của những lời nói láo đó là cái cuộc sống của người đó. Mới bắt đầu người ta nói dối, nói láo, nhưng mà nói hoài người ta tưởng là người ta nói thật. Tôi thấy rất nhất là nhiều người phụ nữ trong YouTube nói về chửi bới đó. Nội cái chửi bới là đã là láo xạo rồi, không có chửi được, không có quyền chửi ai đó. Con người cũng có chửi, con người chửi là con người hận thù, con người trở thành cái loài quái vật rồi, không có phải là người đâu. Chúng ta là người, có cái gì không hiểu biết chúng ta nói ra, có những cái cần phải nói ra thì cứ việc nói. Là người khôn ngoan, người ta hiểu biết đó, người ta sẽ học hỏi những cái điều mà mình muốn nói, chứ còn chửi bới. Giờ xin thưa quý vị, chửi bới hay là đánh nhau là người ta chửi lại mình và người ta sẽ đánh lại mình, và cái lực lượng của mình thì quá yếu, trong khi cái lực lượng của cả một quốc gia, cả một nhà nước sẽ dập nát chúng ta. Chúng tôi nhận thấy thời gian đi qua rất là mau. Tôi thì là tỷ phú của tư tưởng. Quý vị chê bai cái câu nói đó đi. Tôi là đại sư của thần học. Tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, các vị lãnh tụ của tôn giáo đó, đạo Phật hay là đạo Chúa gì đó,
đạo hồi đúng và chính trị là bị tiêu diệt. Tại vì quý vị không làm được những cái chuyện đó, chính trị là hủy diệt. Chính trị là gì? Chính trị là làm sao sống cho nó chính đáng đó. Đó là cái định nghĩa của chính trị, sống chính đáng. Mà quý vị tự nhiên đi tu mà nói về hận thù, tranh đấu, chém giết, quý vị dám làm cái chuyện nào? Tôi sẽ tặng cho quý vị, các vị linh mục, một số lựu đạn, một số súng, nếu quý vị muốn, để tôi quý vị thay vì đi giảng những lời lẽ yêu thương của các đấng linh thiêng, rồi bác ái vị tha, rồi tình yêu thương, trong một cái đoạn của lời của Thánh Kinh có nói như câu này, để rồi tôi kết luận: loài người dù có hiểu biết bao nhiêu đi nữa, nói được đủ thứ tiếng loài người nhưng không có tình yêu thương, thì người đó chỉ là một cái chuông, cái gõ, cái mõ mà thôi, ồn ào. Loài người có đủ tiền bạc để nuôi cả thế giới này nhưng mà không có tình yêu, không có tình yêu thương, thì loài người chỉ là cái miếng xẻ rách. Chúng ta sống bằng tình yêu, con người chúng ta mắc nợ nhau tình yêu thương, chứ không phải là quyền lực đòi hỏi. Và đây câu chấm dứt của chúng tôi này: tôi mắc nợ quý vị, tôi mắc nợ những hiểu biết, tôi mắc nợ quê hương tổ quốc Việt Nam đã sanh cho tôi và cho tôi được hiểu biết, cho tôi nói tiếng Việt Nam và cho tôi hiểu biết được tình của người Việt Nam đối với nhau. Tôi là người Việt, tôi rất là yêu quý người Việt Nam và tôi thực hiện điều đó. Và tôi xin phép để thành thật và khai báo, tôi mắc nợ với những tình yêu thương. Vì lý do là tôi đem hết những cái hiểu biết của tôi, những khôn ngoan của tôi học hỏi và được trời soi sáng cho tôi những tư tưởng này để tôi phục vụ cho quý vị. Và xin tạm biệt quý vị qua một video kế tiếp, video thứ 6.